kho hàng lậu có quy mô hơn 100.000 sản phẩm vừa bị phát hiện nằm tại cảng ICD Mỹ Đình, Hà Nội, nơi đặt trụ sở của cơ quan hải quan nhằm thực hiện hoạt động kiểm tra hàng hóa, thông quan cho các hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam, chủ yếu bằng đường hàng không. Đội quản lý thị trường số 1 đã cùng thành viên tổ công tác 368 và đội quản lý thị trường số 6 kiểm tra cơ sở kinh doanh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong, chi nhánh Hà Nội. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện số lượng hàng hóa lớn đang chuẩn bị chuyển phát. Các mặt hàng gồm đồ gia dụng, quần áo, mỹ phẩm. Hiện toàn bộ lô hàng trên được tiếp tục kiểm đếm, phân loại và tạm giữ để xác minh.